lót cái review này trên mạng, hoặc là có thể mua nó ở các cái cửa hàng bán phần mềm ấy. Thì chúng ta về cài đặt vào máy thì cái biểu tượng của review nó sẽ như thế này các em. Các bước như thế này, đầu tiên là ta sẽ kích đúp vào biểu tượng để mở review ra. Đây là cái giao diện của review, giao diện của review lúc đầu của nó như là file này, edit, offset, view, rock, quick, option, window và các cái trợ giúp khác. Cái phần thứ hai là cái phần mà cái con chuột nó nháy nháy như thế này anh này. Thì cái đây là cái khu vực mà để cho chúng ta điền các cái dòng lệnh, trích xuất các bản cái xuất của view. Còn toàn bộ lại cái khu vực còn lại ở dưới này, đây là cái phần mà để cho người ta sau khi mà xuất lệnh view thì nó sẽ chứa các bản cái xuất. Ta sẽ mở ra một cái file mới. Mở một cái file mới. Ta bột em chọn new, chọn work file. Thế thì nó sẽ có một cái bảng người ta gọi là bảng work file grid, có nghĩa là nó yêu cầu chúng ta phải tạo ra một cái bảng số liệu. Bảng work file. Thế cái bảng work file này nó có các cái yêu cầu đầu tiên như là work file structure type, có nghĩa là cái kiểu kiểu cấu trúc số liệu của work file là gì. Thế ở đây nó có các loại sau đây. Loại thứ nhất là loại này người ta gọi là số liệu chéo. Loại thứ hai là loại này người ta gọi là về số liệu theo thời gian. Và loại thứ ba là loại bảng số liệu trắng tổng hợp. Thế để lần lượt nghiên cứu vào từng cái cấu trúc của một file thì ta sẽ chọn từng loại một. Loại thứ nhất là dùng cho kiểu số liệu chéo. Các em chọn Unstruct Index. Thế khi chọn vào đây á, thì cái ô data range này nó sẽ yêu cầu chúng ta phải điền cái số lượng quan sát của cái mẫu số liệu. Thế thì giả sử ở đây ta có một cái mẫu số liệu kiểu như thế này. Đây là một mẫu số liệu gồm có biến y, biến x1 và biến x2. Và số liệu mà ta quan sát được là 10 số liệu. 10 số liệu cho mỗi cái mẫu biến. Đấy, có thể là 10 số liệu. Thế bây giờ lần lượt chúng ta sẽ điền vào đây cái số lượng quan sát tương ứng với cái đề người ta cho. Ở đây là mẫu số liệu cho. Người ta điền vào số quan sát là 10 số liệu. Và các em có thể enter. Còn trong cái phần name optional này á, thì nó có cái chữ WF là nó yêu cầu chúng ta phải điền cái tên của work file. Tuy nhiên cái phần này không cần thiết. Sau khi điền cái số quan sát xong các em bấm OK. Thì một cái bảng work file nó được tạo ra và nó chưa có tên gì cả. Ở đây nó chưa có xác định tên cho cái work file này. Đấy. Cái thứ hai là cái work file này nó có các cái nút lệnh như là view, block, offset, bring, size, detail cộng từ, show, fetch, store, delete, join và sample. Thì đây là những cái mà thông tin nó sẽ liên quan tới cái việc là điều khiển của cái bản work file này. Ở trong này nó sẽ tự tạo sẵn cho chúng ta hai cái đại lượng, đó là C, người ta gọi là hằng số tự do của ước lượng, và resize là phần dư. Tuy nhiên hai cái biến này hiện giờ nó chưa có số liệu gì trong nó cả, vì chúng ta chưa có ước lượng nào hết. Bây giờ đầu tiên là chúng ta phải tạo biến. Các cái biến ở trong bảng số liệu này gồm có 3 biến, thì ta tạo như sau. Đầu tiên chúng ta tạo cái biến y này trước, biến y này, với số lượng là 10 quan sát. Thì ta tạo như sau, vào range các em chọn y bằng 0. Thế cú pháp này có nghĩa rằng là nó sẽ tạo cho chúng ta một cái biến có tên là y với giá trị của tất cả các cái quan sát của y là 10 quan sát và giá trị nào cũng bằng 0. Ta bấm OK. Làm một cách tương tự như vậy cho biến x1 và x2. Thì các em sẽ có gen, ta bấm x1 bằng 0. OK. Tương tự như vậy, x2 bằng 0. OK. Như vậy sau khi ta đã tạo ra 3 biến rồi, bây giờ việc còn lại là nhập số liệu cho 3 biến này. Thế để nhập số liệu một cách nhanh chóng và với điều kiện là cái file Excel này nó đã có sẵn cái số liệu cho chúng ta rồi, thì các em sẽ làm như thế này cho nó tiện. Vì số liệu đã có sẵn trong phần mềm Excel thì các em chọn lệnh Show.
Điền thứ tự các biến giống y như trong Excel người ta liệt kê, đó là y, x1 rồi tới x2. Ta điền y cách ra, x1 cách ra, x2. Bấm OK. Thì nó sẽ có một cái bảng người ta gọi là một cái bảng group, nhóm các cái biến được tạo ra theo đúng thứ tự như Excel nó đã đưa. Đó là y, x1, x2. Thì đây nó cũng sẽ là y, x1, x2. Đúng chưa nào? Rồi. Thế bây giờ các em sẽ chọn edit cộng trừ. Có nghĩa là cho phép sửa số liệu ở trong này, bởi vì số liệu lúc đầu mặc định là để cho bằng không hết rồi. Bây giờ ta sửa số liệu. Chọn tất cả các cái số liệu ở trong cái Excel này. Ta copy qua. Kích chuột phải, chọn copy. Và ta đặt cái con trỏ vào vị trí đầu của góc trên bên trái. Bấm kích chuột phải và dùng lệnh paste. Thế khi bỏ vào thì toàn bộ số liệu trong Excel này sẽ chuyển hết qua bên cái group này rồi. Và các em quan sát tất cả các số liệu đã được nạp vào trong đây. Sau đó các em đóng cái bảng này lại bằng cách đặt cho nó một cái tên. Bấm vào name. Và nó hỏi offset name là gì. Chúng ta có thể để cho nó một cái tên là mặc định là group 1, group 01. Hoặc các em có thể đặt cho nó một cái nhóm là x. Tên của nhóm là y, x1, x2. Rồi các em bấm OK. Và sau khi đã tạo cái group có tên là y, x1, x2 và các em đóng nó lại. Thế các em quan sát vào trong cái word file thì các em thấy rằng là cái word file này nó có đầy đủ 3 biến y, x2, x1 và cái nhóm này. Tất nhiên lúc này các cái số liệu của x1, x2 và y này nó đã có sẵn trong này, các em có thể quan sát vào đây. Ví dụ như thầy mở cái biến y này ra thì riêng cái biến y nó đã có cái số liệu mà chúng ta đã thấy sẵn, là các em thấy rằng là đây, số liệu của nó là cái số liệu trong cái phần này. Đấy, số liệu của y riêng. Tương tự như vậy cho x, tương tự như vậy. Thế sau tự tạo biến xong thì thầy khuyên các em rằng là nên lưu toàn bộ cái word file này lại trước khi ta xuất hiện các cái lệnh cần thiết. Bởi vì word file hiện giờ nó chưa có cái tên nào cả, nó dạng consist. Thế thì ta sẽ lưu lại với cái tên nào đó vào một cái thư mục mà ta cần để ta nhớ sau này ta mở ra. Các em chọn file, chọn vào CSS. Thế bây giờ nó hỏi cái đường dẫn là gì thì người ta chọn My Computer. Ví dụ như ở đây thầy sẽ lưu vào trong ổ D nhé. Thì cái file của chúng ta có tên là thực hành. Thực hành. Rồi, lưu lại. Và bấm OK. Nghĩa là bây giờ nó hỏi rằng cái word file này đã bắt đầu có cái tên là thực hành rồi. Và nó được lưu vào trong cái đường dẫn là ổ đĩa D. Đấy, các em thấy vậy nè. Nhưng mà đây là kiểu số liệu chéo và đó là tạo được biến xong. Ví dụ bài toán người ta yêu cầu chúng ta ước lượng mô hình hộp quy mẫu của y theo x1 và x2. Thế thì ta làm sao? Để ước lượng mô hình hộp quy mẫu của y theo x1 và x2, ta sẽ đặt lệnh trỏ vào trong cái phần vùng lệnh của eView. Các em sẽ thực hiện lệnh theo cú pháp sau đây. LX cách y, cách C, cách X1, cách X2. Và dựa vào đây thì ta thấy rằng LX đây chính là thực hiện ước lượng mô hình hộp quy mẫu. Với cái lệnh LX là ước lượng least square, có nghĩa là bình phương bé nhất. Y là biến phụ thuộc, C là hệ số tự do, X1 và X2 là hai biến độc lập. Các bạn Enter. Sau khi Enter xong thì nó sẽ kích xuất ra một cái bảng kết quả của cái ước lượng mô hình hộp quy. Thế thầy giải thích cho các em một số các cái thông số, một số thông số cần dùng trong cái bảng eView này. Cái biến đầu tiên người ta gọi là biến phụ thuộc, dependent variable. Method là phương pháp thực hiện theo phương pháp least square, có nghĩa là bình phương bé nhất. Đây là cái ngày thực hiện của cái lệnh ước lượng là ngày 19 tháng 5 năm 2015 vào thời điểm 9:01. Sample là từ 1 đến 10 và số quan sát ở đây là include.
observation, cái đây là 10 quan sát. Ở trong cái cột variable này nó sẽ thể hiện cho chúng ta tất cả các biến, gồm có biến độc lập x1, x2 và hệ số tự do c của nó. Cột sufficient gồm các con số này chính là cột hệ số tương ứng đã ước lượng được. Ví dụ như nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng là cái hệ số tự do trong cái mô hình hữu quy mà chúng ta ước lượng được nó sẽ là 24,77473. Tương tự như vậy cho cái hệ số của x2 là 0,941537 và cho x2 cũng như vậy. Cái cột std.error này có nghĩa là cột sai số chuẩn của các cái hệ số beta mũ mà chúng ta ước lượng ở bên cái cột sufficient này. Sau đó là t-static. T-static chính là cột giá trị t quan sát mà nó được dùng ở trong cái bài toán kiểm định, dùng trong bài toán kiểm định về tính bằng không của các cái hệ số hữu quy trong cái mô hình hữu quy tổng thể của y theo các x1, x2. Và cột cuối cùng gọi là prop hay còn gọi là p-value tương ứng của các cái ước lượng của các cái kiểm định mà theo các cái hệ số beta bằng không này. Cái dòng R square này chính là R bình phương, giá trị của nó là 0.963504. Adjust R square chính là R ngang bình phương. XE regression đây có nghĩa là cái này là chính là sigma mũ, được không? Đây là sigma mũ. Sum square risk chính là RXX của chúng ta. Trong này nó có cái giá trị F static, đây là cái hằng số F quan sát tính được trong cái bài toán kiểm định sự phù hợp của mô hình hữu quy đang xét, có nghĩa là mô hình hữu quy y theo x1, x2. Tiếp theo là prop static, có nghĩa là giá trị p value của f tương ứng. Mean dependent var ở đây có nghĩa là trung bình của biến phụ thuộc. Biến phụ thuộc của chúng ta là y thì đây là trung bình của nó chính là y ngang. XD chính là sai số chuẩn của biến phụ thuộc. Rồi cái trong này nó có một cái hằng số, đó là cái hằng số Dobbin-Watson. Dobbin-Watson stats có nghĩa là cái hằng số này là d quan sát mà sau này chúng ta sẽ dùng nó trong cái bài toán kiểm định cái hiện tượng tự tương quan của mô hình hữu quy. Đó là một số các cái thông số cần thiết. Tuy nhiên là ngoài ra thì nó có nhiều cái thông số khác. Cái mà chúng ta thường hay dùng là những cái thông số mà thầy mới vừa giới thiệu với các em. Như vậy dựa vào mô hình hữu quy mà chúng ta ước lượng xong thì chúng ta có thể ghi ra được ngay cái mô hình hữu quy mẫu là gì nè. Ta có thể ghi ra được ngay mô hình hữu quy mẫu là y mũ thì bằng 24,77473 cộng cho 0,941537 nhân cho x1y trừ cho 0,042435 nhân x2y. Hiểu chưa nào? Đấy. Vâng vâng. Đó là ta bàn về số liệu chéo. Thế bây giờ ta sẽ chuyển qua cái phần loại số liệu thứ hai là loại số liệu theo kiểu thời gian. Thế để qua chuyển qua số liệu thời gian thì thầy bây giờ sẽ tạm đóng lại cái phần kiểu số liệu này. Đấy, ví dụ thầy đóng lại nhé, đóng lại. Ví dụ ở đây khi ta đóng lại thì nó hỏi cái phần cái equation này có cần phải xóa hay không, hay là lưu nó lại với một cái tên nào đó. Thế thì nếu các em cần để lưu cái này lại để sau này ta đọc cái quả này á, thì các em có thể chọn name và lưu lại với equation 01 hoặc là cái tên nào đó ta tùy chọn. Các em bấm vào OK. Đấy, thì có nghĩa là cái equation của chúng ta là equation 01 là đang ước lượng cho y theo x1, x2. Nó sẽ được lưu vào trong đây. Lưu vào trong đây. Còn nếu không thì nếu mà nãy các em bấm delete thì nó sẽ xóa các bạn này đi. Đây là thầy giới thiệu thông qua một cái số liệu chéo. Bây giờ thầy sẽ nói các em về số liệu thời gian. Để ta đóng luôn cái này nhé. Ở đây nó hỏi là có lưu vào trong cái file nào lại không thì ta nên bấm Z lại. OK. Bây giờ sẽ tìm một cái số liệu quan sát theo năm nhé. Theo năm thì chúng ta sẽ có các cái số liệu quan sát như là ví dụ như đây, số liệu quan sát từ năm 1946 mét cho đến năm 1963 bàn về hai cái vấn đề, đó là mối quan hệ giữa tiết kiệm và thu nhập. Đây là một bảng số liệu.
theo theo năm, theo thời gian. Thế các em quan sát ở đây thì số lượng quan sát của nó là gì nhỉ? À, 1, 2, đây 9, 18 quan sát đúng không nè? Đấy, 18 quan sát cho mỗi biến. Thế bây giờ ta sẽ vào file. Các em chọn New, chọn Word File. Thì cấu trúc của Word File chúng ta sẽ chọn là Day Regular Frequency, có nghĩa là kiểu số liệu theo thời gian. Và số liệu theo thời gian này nó tính theo năm. Thì trong cái cột Day Specification á, thì nó có cái phần frequency này, thì nó có các kiểu thời gian như sau. Dạng đầu tiên là dạng annual, là dạng thời gian theo năm. Dạng semi annual là dạng thời gian theo nửa năm. Dạng quarterly là dạng theo quý. Mostly là theo tháng. Quickly là theo tuần. Day quick là tuần 5 ngày, là trừ thứ bảy chủ nhật ra nó không tính. Day 7 day daily 7 day week là tuần 7 ngày, nó tính cả luôn thứ bảy và chủ nhật. Đó là những loại số liệu thông dụng. Thế trong tất cả những loại số liệu này, thường thì chúng ta hay dùng những cái loại như là số liệu theo năm, theo quý và theo tháng là nhiều. Thế thì đối với loại số liệu mà trong cái bảng Excel này nó cho đó, thì các em sẽ chọn dạng annual, có nghĩa là số liệu theo năm. Thứ hai là trong cái dòng study này á, thì ta sẽ điền cái năm bắt đầu của số liệu nó cho. Thì ở đây các em thấy rằng là số liệu tiết kiệm và thu nhập này xuất phát từ năm 1946. Đây, số liệu đầu tiên là năm này. Và năm kết thúc là năm 1963. Đấy. Nhưng mà ta điền study đó là 1946. Còn ND là ta sẽ điền 1963. Thì ta điền xong thì các em bấm OK. Nó sẽ cho ra một bản Word file và cũng chưa có tên gì hết. Nhưng mà một cách tương tự chúng ta cũng sẽ nên lưu nó lại. Vào file các em chọn CS. Chọn đường dẫn cần thiết. Ví dụ như đây OD, thầy đang lưu vào OD với file thực hành 1. Thực hành 1. Khác cái file này nhé. Rồi ta lưu lại. OK. Nghĩa là file thực hành 1 đã được lưu vào trong ổ đĩa đi. Có đuôi là VWF1. Hai biến save và reset cũng được tạo ra một cách tương tự. Nhưng mà các cái số liệu theo năm nó đã ghi cụ thể ở đây này. Đấy. Cụ thể là 18 quan sát tính ra chúng ta thấy. Rồi bây giờ ở đây chúng ta sẽ tạo ra hai cái biến. Biến tiết kiệm và biến thu nhập. Tạo ra sinh. Chọn biến tiết kiệm, ta ghi TK không. Ở đây máy nó chỉ không phân biệt cái ký hiệu chữ in thường hay in hoa, cho nên các em có thể viết thường được. TK đây nghĩa là tiết kiệm. Bấm OK. Biến TK đã được tạo ra ở đây. Bây giờ ta chọn vào sinh để ta ghi cái biến thu nhập. Thu nhập bằng không. OK. À, làm một cách tương tự thì ta thấy rằng tiết kiệm bên Excel này nó cho với dạng tiết kiệm trước rồi thu nhập sau. Như vậy ta sẽ nhập số liệu nhớ, các bạn chọn sau. Ghi tiết kiệm là TK cách thu nhập TN. Bấm OK. Thì nó cho ra bảng số liệu cần nạp, ta chọn Edit cộng trừ. Rồi ta kích lưu toàn bộ, nạp toàn bộ số liệu bên này qua. Đấy, các em cố cái phần này thôi, còn cái phần năm thì không không cần ghi nữa. Bởi vì phần năm nó đã ghi cái observation ở trong này rồi. Liệt kê hết tất cả các năm chúng ta rồi. Đầu tiên là ta có phần này trước. Rồi ta bỏ vào đây nhé. 8 số liệu đầu tiên. Đấy. Các em thấy 8 số liệu đầu tiên tới năm 1954 đó là 0,43, 14,3. Tiếp theo ta có cái bộ số liệu tiết kiệm và thu nhập. 8 số liệu còn lại. Bỏ qua đây. Ta bỏ từ cái năm 1955 nhé. Đấy. Các em bay vô đây. Như vậy là ta được toàn bộ số liệu của 18 cái quan sát từ hết năm 1946. Này, năm 1946 này. Miết cho đến năm 1963 nó đã liệt kê hết cho chúng ta. Thế một cách tương tự như khi nãy thì các em sẽ lưu nó lại với một cái tên nào đó, chọn vào name. Ta chọn vào đây một cái nhóm có tên là TKTN. Đó là tiết kiệm và thu nhập. Bấm OK. Rồi các em đóng nó lại. Thì cái nhóm tiết kiệm thu nhập nó được lưu vào trong đây với hai cái tiền biến TK và TN.
Các em có thể kiểm tra lại số liệu của TK và TN bằng cách kích túp vào trong cái biến này. Và khi mở ra thì ta sẽ thấy số liệu của TK gọi là tiết kiệm. Và tương tự như vậy, ta có thể kiểm tra số liệu của thu nhập. Đây, số liệu thu nhập. Tương tự như thế thì việc ước lượng mô hình nội quy của tiết kiệm phụ thuộc theo thu nhập nó sẽ như thế nào? Rõ ràng ở đây là tiết kiệm nó phụ thuộc theo thu nhập. Cho nên là chúng ta sẽ dùng cái lệnh là gì? LX cách TK cách C cách TN. Các em bấm Enter thì bảng kích xuất sẽ được tạo ra. Và nhìn vào đây chúng ta có thể ghi được mô hình nội quy mẫu của TK theo N. Hệ số của nó là TK mũ Y thì bằng trừ 1,082071 cộng cho 0,117845. Được chưa nào? Đó là kiểu số liệu theo thời gian. Tất nhiên còn lại các cái loại số liệu khác thì các em có thể quan sát kỹ hơn về trong cái cuốn tài liệu mà thầy hướng dẫn, cũng như là các cái số cái tài liệu khác mà các em có thể tham khảo thêm để hiểu kỹ hơn về cái kỹ thuật là mở một cái file eView nhập số liệu từ từ eView qua. Thế bây giờ trong cái trường hợp mà nhập số liệu theo kiểu là nó không có cái bảng Excel cho sẵn thì ta nhập thủ công thì ta làm như thế nào? Thì cái này các em chỉ cần chú ý cho thầy một tí thôi. Đó là lỡ như là chúng ta nhập thủ công trong một cái biến nào đó, ví dụ như là TK. Dù TK này nó chưa có số liệu nào cả thì các em nhập bằng cách là chọn edit cộng trừ. Chọn edit cộng trừ rồi các em cộng cho đây, các em có thể sửa trực tiếp cho nó. Các em sửa số liệu trực tiếp cho nó, ví dụ như đây là 0,36 ta sửa lại là 0, chọn edit cộng trừ nhé. Các em ghi là 0,37 chẳng hạn. 0,37. Đấy thì nó sẽ cho ra số liệu mới chứ không còn 0,36 nữa. Đó là cách để nhập số liệu thủ công hoặc chỉnh sửa số liệu mà chúng ta đã có. Đấy, lúc đầu nó là 0,36 nha. Đấy. Đó là toàn bộ các cái giới thiệu sơ đẳng đầu tiên liên quan về việc sử dụng và cái lệnh xuất lệnh ước lượng mô hình quy mẫu cơ bản ban đầu. Thì hy vọng rằng các em sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm. Ở các cái bài học sau thì sẽ giới thiệu kỹ hơn về các cái vấn đề sử dụng cái eView trong việc kiểm định cũng như là ước lượng khoản của các hệ số và nhìn vào các cái thông số của kết quả eView để đưa ra các cái kết luận liên quan tới những cái khuyết tật của mô hình.